giới. Hai đô chuẩn bị nghe hiệu lệnh trọng tài chống đang đến xe đẩy. Vâng, chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử của đô Lê Đắc Thái. Đô Bùi Mạnh Cường thì toàn thể bà con cô bác đã biết rồi. Đô Lê Đắc Thái của Bắc Giang của chúng ta là đoàn huy chương vàng hạng cổ điển. Và vật tự do ở hạng cân 75 kg. Vâng, anh đô vật Lê Đắc Thái là huy chương vàng vật cổ điển của hạng cân 75 kg. Hôm nay anh đã về đây để tham dự thi đấu bộ môn vật dân tộc, công hiến những màn võ vật dân tộc cho toàn thể nhân dân được biết. Một tràng pháo tay dành cho hai đô xe đài rất đẹp. Vâng, đô Bùi Mạnh Cường của chúng ta xe đài tuyệt vời luôn. Đô Lê Đắc Thái của chúng ta cũng xe đài chiếc kẹp tuyệt vời. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Vài đô và chân sới. Trận đấu tiếp tục. Vâng, một trong những cấp kiện tướng của đoàn huy chương vàng ở hạng cân vật tự do, một trong những cấp kiện tướng huy chương vàng của môn vật cổ điển. Hôm nay tương phùng tương hồ tại lễ hội Quy Mông Xuân Quý Mão năm 2023 với bộ môn sở trường không chuyên, đó là vật dân tộc. Vâng. Vậy thế về ai? Tất cả các đồng vận viên của chúng ta nhớ là tất cả các trọng tài viên của chúng ta sẽ chỉ tính ở trong vòng trong, cho nên các đô chỉ cần ra khỏi ngoài vòng bao ở bên trong là trọng tài sẽ ra tay. Hai đô tiếp tục thi đấu. Vâng, đô Lê Đắc Thái của chúng ta ở hạng cân 75 kg rất nhẹ nhàng. Đô Bùi Mạnh Cường của chúng ta ở hạng cân trên 80 kg.
hai đô nghỉ đi. Xin mời trận thi đấu tranh giải ba, xin mời đô Trần An và đô Minh Hiếu và Sơn. Luôn mẹ bài thế chết phúc đã nhịn thắng chưa có đô nào trên theo ở cái giải đạn đô. Đô Nguyễn Vũ Hoàng thiếu tá quân đội vừa thua đô Nguyễn Thanh Cử bằng một sơ suất, và anh từ giải đạn đô anh xin đánh xuống giải nhất và được ban tổ chức chúng tôi chấp thuận sau khi anh đã ra ngoài kia phòng y tế để muốn sử dụng rồi. Chúng ta thi đấu ở vòng trong, cho nên các cô cố gắng thực hiện kỹ thuật ở giữa tâm sới thì kết quả sẽ đạt được. Mai Đô tiếp tục thi đấu. Đô Nguyễn Vũ Hoàng của quân đội, thiếu tá quân đội xin theo cái giải nhất và được ban tổ chức chúng tôi chấp thuận. Mai Đô chuẩn bị trang phục vào giới xong cái phần này. Hôm nay giải ba Đô Lê Trần Nam của Hoài Đức vừa rồi đã nhịn thắng ở giải ba. Chưa có đô nào xin theo, đề nghị các huấn luyện viên trưởng của các đoàn lên gặp ban tổ chức để đăng ký cho các đô theo giải ba. Thôi, ngoài sới rồi. Vâng, đô Lê Đắc Thái của chúng ta rất nhanh nhẹn, vâng, gây khó khăn vô cùng cho đô Bùi Thị Hường. Hai đô tiếp tục thi đấu. Đề nghị bà con thường trai đôi bên trái đôi tay thật to. Thay lời cảm ơn của chương trình gửi tới các quý danh đô về tham dự giải đấu thi đấu Thôn Quy Mông Sơn Quy Mão năm 2023 năm nay rất tuyệt vời. Đây đều là các cấp kiện tướng đoạt quân huy chương vàng ở các hạng cân tự do cổ điển dân tộc. Quy tụ hết về dưới vận Quy Mông để cống hiến cho bà con cô bác được xem. Hai đô giữa tâm sới thi đấu. Trong luật vật dân tộc sửa đổi bổ sung và có hiệu lực năm 2021 của Liên đoàn luật Việt Nam thì tất cả các đô vật của chúng ta thi đấu trên sân giới phải đổi đổi lại và cửa cửa hạ chưa thua. Vâng, nghiêng rồi, vừa rồi nghiêng rồi, trọng tài chống đã ra ngang quá nhanh. Vâng, đề nghị bà con cô bác thưởng trai đô những tràng pháo tay liên tiếp. Chúng tôi đang thông báo thể lệ của vật dân tộc Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2021 trong bộ môn vật dân tộc nổi phải nổi hẳn mà ngửa bắt buộc phải ngửa hẳn. Trước đây chỉ có giơ hai chân thôi, nhưng bây giờ với góc độ chuyên môn của ban trọng tài chúng tôi, nổi hai chân là phải nổi cả lưng.
mà ngửa phải ngửa túc là phải ngửa hẳn luôn. Hoặc lấy túc đi điện thì phải chân hẳn khỏi sới thì mới chính thức phục vụ. Chúng tôi thông báo như vậy để cho toàn thể bà con cô bác biết và các đồ vật cũng biết như vậy. Làm sao thực hiện các kỹ thuật nến nhánh của mình thật dứt điểm, dứt khoát để thật rõ ràng thì ban tổ chức chúng tôi mới cho keo vật hợp lệ, thắng hợp lệ. Còn nếu không thì tiếp tục thi đấu lại từ đầu. Chúng tôi xin thông báo như vậy để cho toàn thể bà con cô bác được biết. Đề nghị bà con cho một tràng pháo tay thật to để cổ vũ tinh thần cho hai đội của chúng ta thi đấu rất là tuyệt vời luôn. Hai đội bắt tay nhau, trận đấu tiếp tục. Lập tức sẽ dừng trận đấu. Đấy là luật mới của Liên đoàn Việt Nam có hiệu lực năm 2021. Mời hai đội tiếp tục thi đấu. Hai đội của chúng ta đều không bình thường, rất đẹp trai. Thank you.
đấu tài trên cả tuyệt vời luôn. Mai Đô giải nhất, xin mời Mai Đô đấu tài tặng người Mai Đô giải nhất vào sân. Đây là một thách thức không hề nhỏ cho các đô vật của chúng ta về tham gia thi đấu giải vật dân tộc truyền thống cổ truyền của thôn Thôn Đông Xuân Quý Mão năm 2023. Và tôi tin chắc rằng từ sang năm trở đi, các đô vật sẽ trên các đô vật trên các vùng biển tổ quốc sẽ yêu đến dưới vật, đó là dưới vật Quy Mông hội tụ bởi các mạnh thường quân rất yêu bộ môn đô vật dân tộc, hội tụ bởi nhân dân Tế Xuyên tuy ít nhân khẩu thôi, chỉ có hơn 300 nhân khẩu thôi, nhưng rất yêu bộ môn đô vật dân tộc. Và giới vật của Quy Mông đã nổ tung lên rồi. Mời hai đứa đứng giữa sới. Những tràng pháo tay của toàn thể bà con cô bác đã nói lên tất cả vừa rồi. Vâng. Mời đứa đứng giữa sới đi để nhận phần thưởng của anh Phúc đặc yêu bộ môn và dân tộc thưởng cho mỗi đô 500.000 đồng dù thắng hay thua. Xin trân trọng kính mời ông giàu đại diện cho anh Phúc anh thường quân yêu bộ môn và dân tộc Việt Nam lên cử cho hai đô mỗi đô 500.000 đồng. Vâng, vừa rồi đô thường đã sử dụng kỹ thuật